Lấy yêu quái làm vợ. Úi trời ơi, lão ta ca lại tiếp tục kéo vợ. Tuyển từ năm nọ đến năm kia vẫn chưa xong à? Lão này trông xấu xí mà kén chọn quá. Lão giàu có thế kia mà, có kén đến mấy vẫn có khối của ứng tuyển. Thôi thôi, các bà đừng thấy thế mà ham. Của cải của lão ấy không dễ gì mà lấy được đâu. Ăn được chén cơm của lão ấy có khi còn quý hơn cả vàng. Ồ, trông cô gái ở cuối hàng kia xinh quá nhỉ. Chà, đông người quá. Nhưng mình nhất định phải trở thành vợ của quý tộc Taka, người giàu có nhất vùng. Dạ, đây là tiểu thư Mika xinh đẹp nết na, cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ ạ. À, quần áo đẹp, làn da cũng trắng sáng mịn màng, cơ thể tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng. Không, không được. Thế này cưới về chắc hẳn sẽ rất tốn kém. Dạ không biết ý ngài thế nào. Tiểu thư Mika đây, tôi thấy về mọi mặt đều nổi trội ạ. Đây là Ayame. Tuy vẻ ngoài không ưa nhìn bằng tiểu thư Mika, nhưng đổi lại cô ấy sức khỏe rất tốt. Tôi nghĩ việc này rất quan trọng cho việc chăm sóc con cái về sau. Ý ngài thế nào ạ? Có sức khỏe là tốt, là một ưu điểm rất lớn đấy. Dạ, ngài quá khen ạ. Dạ vâng ạ. Ngoài ra cô ấy có thể làm được việc của tận 3 người một lúc. Khá đấy, khá đấy. Nhưng ta có một câu hỏi, không biết cô nương đây một ngày dùng bao nhiêu bữa? Dạ, tôi vẫn ăn 3 bữa, nhưng một bữa bằng 3 người ăn. Trời ạ, à, thế thì có khác gì 3 người đâu. Không, 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 thế thì vẫn tốn kém quá. Mình phải tìm được một người vợ nào một mình làm được việc của 3 người, nhưng chỉ ăn bằng một người thôi. Phải thật biến ăn vào. Trời ạ, à, lão già keo kiệt bún xỉn. Mình làm việc của 3 người nhưng lại chỉ được ăn phần của một người thôi sao? Khôn trên đầu trên cổ người ta như ông thì tôi cũng giàu. Bà mấy mối kiểu gì vậy? Nếu bà không làm được thì bảo tôi, chứ thế này làm mất thời gian của tôi quá. Nào nào, ngài bớt giận. 30 chưa phải là Tết, vẫn còn rất nhiều cô nương ngoài kia kia mà. Tôi bảo đảm sẽ có người ngài ưng cho mà xem. Vào thẳng vấn đề, nếu tôi lấy vợ, tiền ăn của tôi sẽ tăng lên. Nên tôi muốn lấy một người vợ chăm chỉ, làm được nhiều việc, nhưng phải ăn thật ít. Cô nương có đáp ứng được không? Tưởng gì, chuyện này thì ta ăn đứt tất cả các cô gái đã tới đây ứng tuyển rồi. Dạ, tôi làm được ạ. Một ngày tôi ăn rất ít, thậm chí là không ăn gì. Cái gì cơ? Không ăn gì luôn sao? Thế thì cô cũng sẽ không làm gì phải không? Tôi không thể lấy một kẻ lười biếng như vậy được. Dạ không, sao tôi có thể là một kẻ lười biếng thế cơ chứ? Ngược lại, tôi còn làm rất nhiều việc nữa. Ui, thế thì còn gì bằng nữa. Ngài phải chọn ngay cô nương này làm vợ. Cô ta vừa xinh đẹp vừa ăn ít, thậm chí một ngày có thể không ăn gì, lại còn làm việc chăm chỉ. Thật là vô lý. Chẳng hay ngài còn phân vân điều gì nữa ạ? Chẳng phải tôi đã đáp ứng đủ những tiêu chí mà ngài đề ra sao? Cô nương đây nói phải đó ạ. Một người vợ lý tưởng như thế thì ngài còn không mau mau rước về. Chúc mừng, chúc mừng. Sau bao ngày chờ đợi, ngài Taka đây đã lấy được cô vợ như ý. Chúc vợ chồng bách niên giai lão nhé. Cảm ơn, cảm ơn. Nhất định là thế rồi. Người vợ lý tưởng của tôi kia mà. Trời ạ, phu nhân trông mảnh mai mà khỏe khoắn đến vậy cơ à. Hai, thế này thì không khéo anh em mình bị đủ việc đến nơi. Lão già xưa này vốn tiết kiệm, lấy được phu nhân về như vớ được hũ vàng á. Đây, đây, hôm nay ta đặc biệt dặn dò nhà bếp làm một bữa ăn thịnh soạn mời nàng. Nàng cứ dùng thoải mái nha. Ôi, sao chàng lại phung phí vì thiếp thế này cơ chứ? Thiếp chẳng cần ăn ngon thế đâu. Hôm qua thiếp ăn vẫn còn rất no đây này. Chẳng phải hôm qua nàng chỉ ăn một chén cơm cùng vài cọng rau thôi sao? Vẫn còn no đến tận hôm nay cơ à? Phải phải, thiếp đã bảo với chàng rồi kia mà. Thiếp ăn rất ít, có thể nói là mắc chứng biếng ăn nữa cơ.
Mâm cơm thế này có khi thiếp ăn cả năm còn no ấy. Biết từ chối thế là tốt đấy. Mi mà dùng thì mai ta tuyển vợ khác ngay. Ái chà chà, có vẻ lần này mình tìm được người ưng ý thật sự rồi. Tốt, tốt lắm. Dạ bẩm, sổ sách chi thu tháng này có vấn đề gì thế ạ? Người có mắt mà như mù. Tại sao ta đã cho nghỉ việc rất nhiều người hầu nhưng số lượng lương thực cứ tăng lên dèo dèo như vậy? Có phải người đang kê khống để tư lợi cá nhân không? Quan cho tôi quá, tôi không bao giờ làm như vậy cả. Tôi một mực trung thành với lão gia, tôi dám lấy mạng sống của mình mà đảm bảo. Thế thì chỗ lương thực kia không cánh mà bay sao? Thật vô lý. Lão gia cũng thấy vô lý sao? Tôi cũng thấy điều đó từ khi phu nhân về căn nhà này đấy. Phu nhân làm việc nhiều nhưng lại ăn rất ít là thật sao? Lão gia xưa nay vốn cẩn thận, tôi nghĩ ngài nên đề phòng với phu nhân thì hơn. Người nói cũng phải. Thế này, người hãy tìm một cớ gì đó để tất cả mọi người đều phải ra khỏi nhà trong một ngày, chỉ có phu nhân là ở lại thôi. Cái gì thế này? Thường ngày nàng ngồi ăn với ta một cách rõ rẽ bằng cái miệng xinh xắn trên mặt, nhưng thực chất nàng lại có một cái miệng ở phía sau đầu to tới mức có thể ngốn cả thế giới sao? Sao chàng về sớm thế? Ta không đi đâu cả, ta vẫn trốn ở đây để xem cô thế nào. Thì ra cô đã lừa ta. Cô chỉ trả giờ ăn uống nhỏ nhẹ trước mặt ta thôi. Đúng vậy, nhưng trong vùng này làm gì có ai đủ lương thực cho em ăn ngoài chàng chứ? Em phải làm cách đó mới lấy được chàng chứ. Cô ta muốn ly hôn ngay lập tức. Chàng nói gì? Chàng muốn ly hôn ta ư? Đâu có dễ thế. Ta chính là yêu quái chứ đâu phải là người thường. Chàng không được bỏ ta. Không, hãy cút đi, tránh xa ta ra, đồ yêu quái. Ta đã kéo chọn rất kỹ càng, vậy mà lại lấy phải một con yêu quái sao? Chúng ta không thể xa nhau được đâu. Ta chẳng phải là một người vợ lý tưởng của chàng sao? Ta và chàng sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hoa 8 tháng 3. Cảm ơn anh. Em đã có một ngày mùng 8 tháng 3 rất vui. Lát ăn xong, anh sẽ dẫn em tới một quán cà phê mới siêu đẹp, lại có cả ban nhạc sống nữa. Tuyệt lắm. Ôi, tuyệt quá. Alo, mẹ à, con đây. Sao giờ này vẫn chưa về con? Ba mẹ đang chờ cơm đó. Ừ, chết, con quên mất không báo. Hôm nay con không về ăn tối đâu, ba mẹ cứ ăn trước đi nhé. Ờ vậy à, ừ, vậy nhớ về sớm nha con. Dạ, mình ăn tiếp đi em. Em thấy đồ ăn ở đây được không? Dạ, đồ ăn rất ngon ạ. Anh đúng hẹn nhé. Bây giờ là 10 giờ kém 5. Cảm ơn anh. Một buổi tối rất vui và ý nghĩa. Cảm ơn em. Chúc em ngủ ngon. Về tới nhà nhắn tin cho em nhé. Ok. Thật là một buổi tối lãng mạn. Chàng thật tuyệt. Anh ơi, anh ơi, là bọn em ạ. Hai em nhà ở đâu? Sao muộn thế này vẫn còn đứng ngoài đường? Dạ, nhà tụi em ở cuối ngách này. Anh ơi, anh giúp tụi em một việc được không ạ? Hai đứa nhỏ này kỳ lạ quá. Ừ, việc gì? Anh mua giúp bọn em một bó hoa
ở ngay đầu ngõ kia được không ạ? Các em mua hoa làm gì? Mà sao các em không tự ra mua? Dạ, không làm gì cả. Anh chỉ cần ra mua hoa thôi ạ. Bọn em không ra được vì... Vì người ngồi bắn hoa đấy là mẹ bọn em. Sao? Cô bắn hoa kia là mẹ bọn em? Dạ, muộn rồi mà mẹ em vẫn chưa chịu về. Nếu có ai mua nốt bó hoa ấy, mẹ em sẽ được về sớm với bọn em. Vậy nên bọn em mới nhờ anh giúp. Ờ, thì ra là thế. Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em làm quà tặng mẹ rồi. Em vẽ tặng mẹ một bức tranh lúc mẹ ở vườn cắt hoa đẹp lắm. Khi mẹ về em sẽ tặng cho mẹ. Anh, bọn em đứng chờ ở đây lâu lắm rồi mà chưa có người mua. Anh giúp bọn em nhé. Đây là tiền bọn em tiết kiệm được mà. Với cả hôm nay là 8 tháng 3, hai chị em đã làm một đĩa bánh rất là ngon, muốn mẹ về ăn. Nhưng mẹ cứ ngồi đó bắn mãi không về. Trời ơi, hai đứa bé này mới nhỏ xíu mà đã biết thương mẹ đến vậy rồi. Còn mình thì chỉ biết nghĩ cho bản thân, thậm chí còn chưa nghĩ tới chuyện tặng hoa cho mẹ ngày 8 tháng 3 nữa. Anh ơi, anh không thể giúp bọn em được ạ? May quá. Anh đang định mua hoa tặng mẹ. Anh sẽ ra mua nốt của mẹ em bó hoa cuối cùng. Còn tiền này cất đi để tiết kiệm mua sách vở nhé. Thật thế hả anh? Hay quá. Chị ơi, thấy là hôm nay mẹ bán hết hoa rồi, chắc mẹ vui lắm. Đúng đấy, đĩa bánh mình làm cho mẹ vẫn còn nóng. Mẹ về bây giờ chắc kịp đấy. Thôi, bây giờ hai đứa mau chạy về nhà chuẩn bị quà cho mẹ đi nào. Anh sẽ ra mua hoa bây giờ. Chỉ khoảng 5 phút nữa là mẹ các em sẽ về với tụi em đấy. Vâng ạ, tụi em cảm ơn anh. Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng. Em chào anh. Cảm ơn hai em. Cảm ơn hai em rất nhiều. Những ngày mưa lụt. Đi đứng cái kiểu gì không biết. Long ơi, mở cửa cho mẹ. Mẹ mau thay đồ đi, kẻo ốm. Mưa mãi thế này, không biết chừng nào mới hết ngập. Lội nước nhiều là chân mẹ lại đau nhất. Lại thấp khớp hả mẹ? Từ mai mẹ để con đi chợ bán hàng cho. Con cứ lo học cho tốt, con trai biết cái gì bán buôn mà đi. Xong, vậy là có cái để đưa mẹ đi chợ. Mưa ngớt rồi, chắc mấy bữa là hết ngập. Con đóng thuyền làm gì cho mất công. Con trai của mẹ là sinh viên cơ khí cơ mà. Cái thuyền này chỉ là chuyện nhỏ, cứ mấy bữa lại mưa là ngập. Thuyền này chắc còn dùng nhiều đó mẹ. Bác Tân ơi, bác lên đây cháu Long nó chở về nhà, đỡ phải lội nước. À vâng, may quá, cảm ơn cô. Đi đứng kiểu gì không biết, nước ngập thế này mà cứ phóng ầm ầm mà. Họ tận dụng nước ngập mở dịch vụ chở người, chở xe đấy, mấy chục ngàn một người, thêm xe máy nữa phải 50 ngàn chứ chả chơi. Được nhiều vậy cơ ạ? Đúng là giờ cái gì người ta cũng kiếm tiền được bác nhỉ. Thì có cầu, ắt sẽ có cung thôi. Mất vài chục ngàn qua chỗ ngập nước cho xong chứ hỏng xe, chết máy lại mất việc cũng quá tội. Cảm ơn hai mẹ con nhé. Cho bác gửi này. Bác làm gì thế? Sao lại đưa tiền cho thằng Long? Có gì đâu cô. Hôm nay tôi đã định thuê xe tải để chở qua chỗ ngập rồi. Nếu mà đi xe tải thì đã mất mấy chục ngàn rồi. Cái bác này, tiện một công mẹ con em chở bác đi cùng thôi. Cái thuyền cháu nó tự đóng để em đi lại cho đỡ vất vả. Có phải làm dịch vụ gì đâu mà tiền với nông chứ bác. Gọi là tôi cho cháu, Long nhỉ. Mất bao công sức mới làm được cái thuyền này chứ không à. Cái bác này rõ là. Mà sao con lại nhận tiền của bác ấy hả Long? Chỗ hàng xóm láng giềng, mấy khi có chuyện nhờ nhau.
tại bác ấy cứ dúi vào tai con đấy chứ mẹ. Mà con thấy bác ấy nói cũng có lý mà. Này, cho bác vào trong đầu ngách 102 với. Ừ, cả người, cả xe là 20.000 bác nhé. Ừ, được rồi. Cháu kéo cái xe lên thuyền giúp bác nghe. Cháu mới làm nghề này hả? Thấy còn lóng ngóng lắm. Vâng ạ. Cảm ơn bác ạ. Không ngờ kiếm tiền bằng nghề chèo thuyền lại dễ dàng thế này. Dự kiến những khu vực úng ngập sẽ rút nước trong nay mai. Vậy là sắp hết cơ hội kiếm tiền rồi. TV nói ngày mai là nước ngập sẽ rút hết. May quá rồi, đi lại đỡ khó khăn vất vả. Ừ, mẹ ơi, con có việc phải sang nhà bạn con một lúc mẹ nhé. Thầy về ăn cơm sớm con nhé. Phải tranh thủ hết hôm nay, mai nước rút thì không làm ăn được gì nữa. Chị ơi, chị đi thuyền không? Lên em chở, 20.000 thôi, em đưa chị vào tận nhà. Ừ, chị chỉ còn 10.000, được không em? Không được đâu, xe bán tải họ còn lấy 50.000 cơ chị. Ừ, không phải. Em cứ chở chị vào nhà rồi chị trả thêm cho em được không? Em trai, chở hai người vào ngôi nhà cuối ngõ, 50.000 đi không, đang gấp. À, được được, hai anh lên thuyền đi. Hôm nay được thêm 100.000, vậy là được một thùng mì rồi. Đợt mưa lớn 4 ngày qua đã gây ra trận lụt lịch sử trong thành phố. Dự kiến trong ngày mai, nước sẽ rút và mọi sinh hoạt của người dân sẽ trở lại bình thường. Giá mà cứ ngập thêm tuần nữa cũng được, có khi kiếm thêm được mấy thùng mì. Con nói cái gì thế Long? Sao nước ngập lại kiếm được mấy thùng mì hả con? Tiền này là sao? Long, con mau nói cho mẹ biết đi. Ừ, tiền này con tự kiếm được. Con chèo thuyền chở mọi người ngoài ngõ vào trong nhà. Mỗi người con thu 20.000. Long, sao con dám? Con thấy nhiều người làm dịch vụ này mà mẹ. Không biết ai làm thế nào, nhưng con còn đi học, không thể đã là người cơ hội như vậy. Con kiếm tiền bằng sức lao động của mình chứ. Lợi dụng lúc khó khăn, nhất là khi thiên tai, để làm lợi cho mình là điều không nên con à. Con xem trên TV kìa, biết bao nhiêu người tình nguyện đến vùng lũ lụt để giúp những người khó khăn thiệt thòi. Con chỉ nghĩ đơn giản là kiếm chút tiền phụ mẹ. Mẹ Minh Long ơi, cho tôi gửi chìa khóa cho ông nhà tôi với. Rõ khổ, con bé cháu ra làm công nhân khu công nghiệp, lúc về gặp nước lụt thế là cảm lạnh, nó sốt quá phải đi cấp cứu rồi. Tôi gửi chìa khóa vào viện với nó đây. Tội quá, chỉ vì thiếu 10.000 nữa mà người ta không chịu chở xuồng cho nó vào nhà. Tội nghiệp quá, thầy chị vào viện nhanh xem cháu nó thế nào. Có gì em sẽ gửi chìa khóa cho bác trai ạ. Mẹ ơi, con đã từ chối chở chị ấy vì chị ấy có 10.000. Con thấy không, nếu chỉ ham lợi mà không giúp đỡ người khác, làm sao chúng ta có thể vui vẻ, thanh thản được. Mau cùng mẹ vào viện thăm và xin lỗi chị ấy con nhé. Vâng ạ. Món quà từ người lạ. Dựa theo một câu chuyện có thật về cậu bé Caden DeVinis sinh sống tại Utah, nước Mỹ. Đây là tiền công của cậu. Ồ, những 80 đô. Bà có nhầm lẫn không ạ? Không nhầm. Tôi đã kiểm tra và thấy cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Toàn bộ cây cảnh cũng như cỏ dại trong vườn nhà tôi đã được cắt tỉa rất sạch sẽ. 20 đô la là tôi thưởng thêm cho cậu. Dạ, cảm ơn bà. Lần sau nếu có cần, bà cứ gọi cho cháu nhé. Chắc chắn rồi. Hôm nay con đã nhận được tiền công làm vườn cho bà Lisa rồi đấy. Bà ấy còn thưởng cho con 20 đô la cơ. Tốt quá rồi con. Cuối cùng thì con cũng tự mình làm ra tiền rồi. Sau này con có thể đỡ đần cho mẹ. Ôi, Martin của mẹ đã lớn thật rồi, biết lo cho mẹ nữa. Mẹ, tuần tới con định tranh thủ kỳ nghỉ hè đi đánh cá với anh Moonlin. Con nghĩ sẽ kiếm được kha khá đấy mẹ ơi. Mẹ cho con đi nhé. Ra khơi sẽ rất vất vả và có thể gặp nguy hiểm đấy con à. Mẹ đừng lo,
Anh Môn Linh bảo không vất vả lắm đâu. Ngược lại còn rất vui vì sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị. Con chỉ đi một tuần thôi mẹ ơi. Ừ, xem lúc đó thời tiết thế nào rồi tính con. Martin, con đang chuẩn bị đồ đạc để ngày mai ra biển đây à? Sao mọi thứ lại ngổn ngang thế kia? Mẹ có nhìn thấy chiếc ví của con không ạ? Ví nào cơ? Mẹ không thấy. Vậy là xong rồi. Có chuyện gì thế con? Con nghĩ là mình đã làm rơi mất ví mẹ ơi. Mất ví? Trong đó có những gì? Con đã tìm kỹ chưa? Con đã tìm khắp căn phòng này rồi nhưng không thấy. Trong đó có toàn bộ số tiền 80 đô con kiếm được, kèm cả giấy phép đánh cá nữa mẹ ơi. Thôi nào con trai, con thử cố tìm lại một lần nữa xem. Vô ích mẹ ơi, con đã tìm rất kỹ rồi. Hôm nay con đã đi những đâu, liệu con có để quên ở đâu không? Hôm nay con ghé qua khu vui chơi để tìm bạn Carit. Trước khi đến đó, con vẫn cầm ví mà. Có khi nào... Con sẽ đến đó tìm mẹ ơi. Nhưng đã khuya rồi mà con. Nhất định con phải tìm bằng được chiếc ví đó. Kìa, Martin. Xin bác hãy cho cháu vào. Chỉ một lúc thôi ạ. Cháu cần tìm lại đồ của cháu. Đánh rơi từ sáng đến giờ thì chắc gì đã còn. Cậu có tìm cũng vô ích thôi. Cháu sẽ tìm được. Chỉ xin bác cho cháu vào thôi ạ. Một lúc thôi nhé. Ta còn phải khóa cửa đi ngủ nữa. Dạ, cháu cảm ơn bác. Mình đã tìm khắp nơi mà không thấy. Có khi nào nó rơi xuống hồ không nhỉ? Martin, con định nhảy xuống hồ sao? Con đã tìm khắp khu vui chơi rồi mà không thấy mẹ ơi. Con chỉ muốn thử xem nó có rơi dưới đáy hồ không thôi ạ. Trời đất, con thật là ngốc. Chỉ vì cái ví đó mà con định nhảy xuống sao? Con có biết bơi đâu. May mà mẹ đã đi theo con, chứ không thì... Thật sự cái ví đó rất quan trọng với con mẹ ơi. Con không thể mất nó được. Thôi nào con trai, sau này con vẫn có thể kiếm tiền để đi mà. Con xin lỗi mẹ. Con đã nghĩ là mình có thể dùng số tiền đó ra khơi đánh cá để kiếm một khoản giúp mẹ trả nợ và cũng để mẹ con mình có cuộc sống tốt hơn. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Con đúng là một đứa vô dụng mà. Con trai của mẹ à, mẹ hiểu mà con. Martin, quản lý ở khu vui chơi vừa gọi điện cho mẹ, họ đã tìm được ví của con rồi. Thật thế sao mẹ? Bằng cách nào ạ? Tối hôm qua, mẹ đã đăng câu chuyện của con lên Facebook với hy vọng người tốt nào đó nhặt được sẽ mang trả lại cho con. Không ngờ lại có kết quả sớm như thế. Mẹ con mình cùng đi nào. Yeah, tuyệt quá. Đồ của nhóc đi, mở ra xem có thiếu thứ gì không. Dạ. Đây đâu phải ví của cháu ạ? Rõ ràng sáng nay có một người đàn ông trung tuổi đã mang chiếc túi này đến cho tôi và nói gửi cho cậu bé Martin Killer mà. Với lại của cháu chỉ có 80 đô, ở đây có tận 120 đô cơ. Trong đó có một phong thư, con thử mở ra coi. Chào anh bạn nhỏ, hãy mua ví mới, giấy phép đánh cá và tận hưởng nhé. Tôi đã đọc câu chuyện không may của cậu trên Facebook. Nó thật giống với những gì tôi đã trải qua thời trẻ. Vì vậy, tôi tặng cậu số tiền này. Hy vọng cậu thực hiện được ước muốn của mình. Nếu chiếc ví của cậu thực sự được trả lại, hãy dùng số tiền đó để giúp đỡ những người khác nhé. Mẹ, thế là sao ạ? Nghĩa là ngoài xã hội này, còn rất nhiều người tốt con à. Người đàn ông đó đúng là một người tốt. Cậu bé may mắn lắm đó. Mẹ, nếu sau này có cơ hội gặp được người đó, con nhất định sẽ gửi đến ông ấy một lời cảm ơn chân thành nhất. Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để gửi lại cho ông ấy. Tình yêu diệu kỳ. Ở một thị trấn cao nguyên nọ, có hai ông bà lão sống với nhau rất hạnh phúc. Họ cũng có nỗi luyến tiếc khi phản phức đó là không có con. Dẫu vậy, tình cảm họ dành cho nhau luôn nồng ấm.
mừng 50 năm ngày cưới, chúng ta chỉ có rau và trứng gà thôi hả bà? Ờ nhỉ, 50 năm rồi đây, chả lẽ làm đại tiệc rau ông nhỉ? Hay là thế này, lát nữa tôi và ông sẽ lên chợ ở khu trung tâm thị trấn tìm mua thêm đồ nghe. Tôi đồng ý, chúng ta cũng chẳng vội gì, vậy cứ thong thả đi xe buýt bà nhé. Đúng rồi, tôi cũng thích đi xe buýt mà. Tôi biết ông đang nghĩ cái gì rồi. Những dịp kỷ niệm thế này, giá mà có con cái để chia vui thì tốt biết mấy. Nhưng ông đừng có buồn nữa nghe. Tôi biết mà, hôm nay chúng ta sẽ tìm mua một món lưu niệm thật ý nghĩa bà nhé. Nhất định rồi. Đến chợ rồi bà ơi. Chúng ta sẽ chọn một món đồ thật xinh nhé. Bà ơi, bà lại xem bức tượng khá đẹp nè. Bà ơi, bà đâu rồi? Bà! Bà đâu rồi? Làm sao tôi tìm được bà giữa biển người đông đúc này? Ông à, cháu đã nhận lệnh của cảnh sát trưởng. Đội của cháu đã chia đi tìm bà rồi. Xin ông đừng lo. Bây giờ chúng cháu sẽ đưa ông về nhà để đợi bà ông nhé. Chúng tôi lạc nhau trong chợ thị trấn khi đang cùng nhau mua đồ kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Tôi đã tìm khắp chợ nhưng không thấy bà ấy đâu. Hứa với tôi, anh nhất định phải tìm được bà ấy. Chúng cháu sẽ sớm tìm thấy bà thôi ông ạ. Ông đừng lo lắng, bà sẽ trở về nhà mà. Anh cầm lấy bức ảnh này. Ảnh này chụp cũng khá lâu rồi, nhưng bà ấy vẫn thế, không thay đổi là mấy. Tên bà ấy là Trúc Chi. Dạ, cháu nhất định sẽ tìm được bà về. Bà lão có lẽ bị lẫn thôi, không thể có chuyện bà lão buồn hay nghĩ quẩn gì được. Chúng ta sẽ tiếp tục chia nhóm tìm kiếm ở các con đường dẫn ra từ khu chợ. À, tôi có thấy bà lão. Bà ấy đi qua cầu sang bên kia sông cơ. Trông bà ấy đi điềm tĩnh lắm, không có vẻ là bị lạc đâu. Trời, bà lão đi về phía bên kia sông ư? Lẽ nào... Mọi người mau qua cầu đến ngay bên kia sông, khẩn trương lên. Bà ơi, bà là Trúc Chi có phải không ạ? Đúng rồi thưa anh. Cụ ông đang tìm bà khắp nơi đấy ạ. Ông lo lắm. Ừ, tôi biết mà. Ông ấy sẽ lo lắm. Đã 50 năm chúng tôi sống với nhau chưa bao giờ cách mặt. Dạ, bây giờ bà theo chúng con về bà nhé. Tôi muốn lạc khỏi ông ấy chỉ trong vài tiếng thôi. Rồi tôi sẽ về nhà mà. Nhất định phải về chứ. Xin anh hứa với tôi, đừng nói với ông ấy là tôi muốn đi lạc khỏi ông ấy, dù chỉ vài tiếng thôi, bởi vì ông ấy sẽ không yên lòng được đâu. Chẳng giấu gì anh, hôm nay chúng tôi kỷ niệm 50 năm ngày cưới, chúng tôi không có con cái chia vui cùng. Tôi biết không nói ra nhưng ông ấy rất là buồn. Hôm nay tôi muốn tạo bất ngờ cho ông ấy, lạc mất tôi rồi lại tìm thấy, ông ấy chắc chắn sẽ vui. Nỗi buồn kia sẽ vơi đi phần nào. Bà ơi, cháu làm trong ngành đã lâu, đi tìm rất nhiều người bị lạc. Nhưng đây là lần đầu tiên cháu được chứng kiến một câu chuyện thật cảm động. Một lý do ân tình đến vậy à? Cảm ơn cháu. Cháu à, đời người ta có hai lần trẻ nhỏ. Ta trở thành trẻ nhỏ lần thứ hai là khi đã luống tuổi về già. Hôm nay, có thể cháu sẽ thấy bà ngây ngô giống như trẻ con vậy. Nhưng bà có thể làm bất kể việc gì để đổi lấy dù chỉ một niềm vui nhỏ bé cho ông ấy. Bởi những kỷ niệm thế này sẽ không còn nhiều nữa. Cháu nhớ đừng có nói với ông ấy nhé. Cháu hiểu ạ. Bà yên tâm bà nhé. Cháu sẽ thưa với ông là bà bị đám đông đẩy đi nên bị lạc. Nhưng bà phải hứa với cháu không đi lạc thế này nữa đấy bà nhé. Ông lo cho bà lắm ạ. Nhìn ông lúc đó đứng cô đơn một mình bên đường, chúng cháu đều không kìm được nước mắt.
cháu có thể đưa bà vào chợ không? Bà phải mua thứ gì đó để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Bà không muốn đi lạc nữa. Dạ, nhất định rồi ạ. Nếu ông bà không phiền, cháu rất muốn được tham dự vào bữa tiệc hạnh phúc ấy, được không ạ? Được chứ. Ông bà rất vui nếu cháu muốn. Lần sau đi đâu, bà nhất định không được buông tay tôi ra đấy. Tôi biết rồi mà. Cháu tặng ông bà, dù bó hoa này cũng không thể tươi thắm bằng tình cảm của ông bà dành cho nhau được. Cảm ơn chàng trai tốt bụng. Sau 50 năm, ông bà lão lại một lần nữa tìm thấy nhau. Bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới tối hôm đó của họ nhân thêm nhiều hạnh phúc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.